Hưu chiến Giáng sinh vào năm 1914, ngay khi cuộc chiến đang diễn ra được khởi động bởi chính những người lính là một sự kiện rất nổi tiếng của năm đó, trừ vụ ám sát của chính Thái tử Ferdinand và công nương Sophie. Thế nhưng cũng có khá nhiều người quên rằng vào ngày 7 tháng 12 năm 1914, thì giáo hoàng Benedict XV thật sự đã đưa ra đề nghị hưu chiến nhân danh Chúa về việc mọi người hãy cùng tạm ngừng. Tuy nhiên, các thủ lĩnh của hai phe trung tâm và hiệp ước lại chẳng hề đưa ra bất cứ một lệnh ngừng bắn chính thức nào, nếu không muốn nói rằng họ còn chẳng để tâm tới lời đề nghị đó. Đó cũng chính là lý do mà những người lính đã tự định đoạt lấy số phận của mình lẫn ngày lễ Giáng sinh an lành. Tuy nhiên, dẫu đây là một sự kiện rất đậm tính nhân văn, thì sự thật về nó vẫn có phần hơi phũ một chút, nhưng lại theo một nghĩa khá là tích cực chứ không phải là kiểu mấy thứ các người nghe bao lâu nay là bịa đặt, đây mới là thật nè. Cái này nó giống như hệ quả của một quá trình ngừng bắn vốn đã diễn ra từ trước. Sau đợt va chạm ở trận Flanders vào cuối mùa thu, kể từ cuối tháng 11 đến giữa tháng 12 năm 1914, thì ở khu vực miền Bắc nước Pháp vốn dĩ đã dần không còn những cuộc chạm trán lớn giữa quân lính hai bên với nhau nữa. Tiết trời thay đổi, những cơn mưa gây ngập lún, sình lầy và không khí lành lạnh tràn về khiến những người lính bắt đầu trở nên khá chán nản. Theo như các tài liệu kể lại, những người lính canh gác tại các ụ súng lẫn lính đi tuần của hai phe dẫu có phát hiện ra nhau cũng chẳng màng báo động hay nổ súng. Họ kiểu, mày cho tao sống, ta cũng sẽ cho mày sống. Và cứ thế mọi thứ dần lan rộng ra. Dù sao thì tuy là hai phe đối nghịch, họ cũng là con người với nhau. Bên này mưa ngập lún, bên kia cũng thế. Bên này ăn uống khó khăn, bên kia cũng vậy, vân vân. Các tướng lĩnh, đặc biệt là tướng lĩnh của quân đội Anh về sau khá gắt gao về việc này khi nghiêm cấm bất kỳ hình thức hữu nghị nào, đặc biệt là bằng cách tạo ra chiến dịch mùa đông năm 1914-1915 vào cuối tháng 12 để giữ lòng quân vững vàng. Nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn cản được những lần tự nguyện ngừng chiến giữa chính các binh sĩ rải rác khắp khu vực chiến hào. Vào thời điểm tháng 12, rất nhiều binh sĩ người Anh đã được đưa đến tiền tuyến ở Pháp và họ được Hoàng gia Anh trao tặng những hộp quà nhỏ bao gồm những thứ như xì gà và giấy bút viết thư. Ngoài ra còn có cả những phần quà cá nhân từ chính gia đình các binh sĩ Anh. Bên kia chiến tuyến, Hoàng gia Đức cũng có những phần quà tương tự cho lính Đức như xì gà và tổ thuốc chạm khắc. Nhưng thậm chí lại còn nặng đô hơn với đây là bia và rượu, bởi vì người Đức mà. Hỏi bạn, bạn đang chiến đấu hay làm gì đó căng thẳng mà không khí lễ hội tràn đến như vậy? Thì thật lòng dẫu là cho đang có mưa đạn hay gì đó, thì cũng chẳng ai thật sự có lòng mà chiến đấu đến cùng. Đã Giáng sinh xa nhà rồi mà lại còn thế, ai mà chẳng muốn có một chút khoảng lặng. Hưu chiến Giáng sinh như đã nói, chỉ là việc diễn ra sớm muộn ở một quy mô lớn hơn. Ngày 24 tháng 12 năm 1914, sau những ngày tháng mưa tầm tã đầu đông, thì trời cũng đã lạnh và trong hơn. Tuyết bắt đầu phủ trắng xóa và tạo ra một sự tĩnh mịch dễ chịu. Tại nơi những chiến hào khét tiếng mà trận địa giữa hai bên được gọi là vùng No Man's Land, những ánh nến và một âm thanh vang lên Stille Nacht, Heilige Nacht. Và rồi quân đội Anh cũng hát theo Silent Night, Holy Night. Những người chiến sĩ làm rộn ràng cả một vùng âm u chết chóc với màn sing off của họ. Có lẽ đây chính là màn chiến đấu dễ chịu nhất trong bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử loài người. Rồi bắt đầu có những tiếng hò hét Merry Christmas từ phía quân Đức qua bên kia chiến tuyến. Vâng, họ nói tiếng Anh, và quân Anh thì cũng rất nhiệt liệt đáp trả, có khi bằng cả tiếng Đức. Ở một vài khu vực khác, lính Đức đã hét lên, nếu mai các anh không bắn, chúng tôi cũng làm vậy. Một vài tướng lĩnh cũng chính thức hóa việc này bằng việc gặp nhau ngay giữa trận địa và trao cho nhau những cái bắt tay xã giao. Tiếp đó vào hôm sau, sáng ngày Giáng sinh 25 tháng 12, quân Anh nhìn thấy những người lính Đức leo ra khỏi chiến hào và tiến tới họ, làm tất cả bị giật mình vì cứ tưởng rằng mình sẽ bị ăn cú lừa và sẽ có một cuộc tấn công. Nhưng không, họ tiến đến gần và tay không có vũ khí. Thậm chí họ còn mang theo mình rất nhiều món ăn vặt như xúc xích, rượu và cả xì gà của nước họ để chia sẻ cho quân Anh. Quân Anh giữ vững lòng tin về mấy gã Đức đang đứng ngay giữa trận địa đấy không phải là mồi nhử, từ từ leo lên để tiến lại gần. Rồi họ cũng chẳng ngần ngại mà chia sẻ bánh quy lẫn thuốc lá của nước mình. Những cái bắt tay, những lời bình luận và cả là tâm sự mỏng dâm gian. Những căng thẳng như chợt tan biến, họ chẳng còn là những người lính nữa, mà chỉ đơn giản là những con người từ hai đất nước khác nhau giao lưu với nhau trong một ngày lễ chung của châu Âu nói riêng và thế giới nói chung. Sự thật là việc chia sẻ này ngoài có ý nghĩa là một động tác thân thiện, đó cũng là cách để quân đội hai bên tống bớt đi cả hàng đống đồ đang làm chật trội cả chiến hào, trong khi thời tiết khắc nghiệt rồi cũng sẽ chẳng giúp họ bảo quản được bao lâu. Ấy là chưa kể, việc ngừng chiến này cũng giúp cho các tướng lĩnh và các kỹ sư có thể tính toán, sửa chữa lẫn đào những hầm trú ẩn, hoặc mở đường tạo ra đột biến trong tương lai. Nhưng có hề gì chứ, bỏ qua những tính toán đi,
những người lính đang vui chơi Noel kia mà. Trong những bức thư của các anh kể lại, không ít người chia sẻ rằng những hành động cực kỳ có ý nghĩa đã diễn ra, như họ cùng nhau chôn cất những người anh em đồng đội đã hy sinh ngay tại chiến trường, chẳng quan trọng đó là quân đội bên nào, chỉ cần biết rằng đã có người lính hy sinh và tất cả cùng nhau xót thương cho họ. Những tiếng cười vui, những động tác trao quà và bắt đầu những con người này lại tìm hiểu nhau kỹ hơn. Quân Đức chiến đấu vì điều gì? Quân Anh thì sao? Sao chúng ta lại ở đây mà đánh nhau cơ chứ? Sao lại phải mất mát hy sinh nhiều thế kia? Ai đúng ai sai? Tôi tin chắc đó chính là những điều mà họ đã phải bàn luận với nhau theo như Extra History có nhắc đến. Tướng House của Anh và Trung úy Thomas của Đức lại còn có một hành động rất đẹp khi Thomas đưa cho House một huân chương và thư từ xác của một lính Anh đã chết ngay tại chiến hào phía Đức. Để cảm ơn, House tặng cho Thomas khăn quàng cổ của mình, còn Thomas vì cảm thấy quá ngại để chỉ nhận quà không thôi nên đã tặng lại cho House đôi găng của mình. Cả hai đều là quà cá nhân từ gia đình của họ. Khi sự thân thiết đã lên đến đỉnh điểm, quân Đức và quân Anh đã cùng nhau chơi những trận bóng đá ngay trên tuyết trường đầy bùn lầy, tuyết, kẽm gai và cả máu. Đây có lẽ chính là trận thư hùng đầu tiên giữa Ngoại hạng Anh và Bundesliga nhỉ? Tuy nhiên, dẫu cho có đẹp đẽ đến mấy, thì điều này lại không thật sự diễn ra ở khắp cả chiến trường kéo dài ở khu vực biên giới. Quân Pháp và quân Bỉ thì không thật sự nhẹ nhàng lắm về việc này so với quân Anh. Còn quân Ấn Độ thì dẫu không thật sự quá quen với Giáng sinh, nhưng vẫn có thể hiểu được không khí lễ hội của người da trắng. Có một câu chuyện là vào năm sau, năm 1915, thì quân đội Pháp cũng đã nổi dậy để cho cả hai phe có thể có thêm một ngày Giáng sinh không mất mát. Ở một khu vực khác, tuy rằng lính Đức là bên có thiện ý trước, thì cũng có một sĩ quan đã rất kịch liệt ngăn cấm việc giao lưu này diễn ra, bảo rằng làm như thế là mất danh dự người Đức. Hạ sĩ ấy có cái tên là Adolf, còn họ là gì thì tôi khỏi nói nữa nha. Và chỉ sau một hôm an lành, thì các tướng lĩnh lại tiếp tục làm tốt nhất phần việc họ phải làm, đó là bắn chỉ thiên một phát súng tại khu vực của mình, báo hiệu rằng hưu chiến Giáng sinh đã kết thúc. Thậm chí nhiều sĩ quan đã sợ rằng những người lính của mình sẽ bị hạ lòng quân, mà ban lệnh hẳn hoi vào tháng 1 rằng bất cứ động thái thân thiện nào khác nữa đều sẽ bị xử tội nghiêm trọng, thậm chí phải ra tòa án binh. Cuộc chiến kinh khủng này sẽ còn kéo dài thêm đến hơn 3 năm nữa. Dẫu rằng đây chỉ là một cuộc đình chiến ngắn ngủi và mang nhiều ý đồ khác đằng sau, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng nó đã cho thấy nhân loại vẫn ham muốn hòa bình lắm. Chẳng ai muốn chiến tranh chỉ vì các gã cấp cao hơn đã ra lệnh phải như vậy. Tệ hơn khi cuộc chiến này diễn ra âu cũng bởi những hành động quá khích, lẫn những hiểu lầm tới những con người mà rồi còn chẳng liên quan đến cuộc chiến. Như một bức thư vô danh đã nói, và lại có thêm một ngày hòa bình trên thế giới, có lẽ là điều mà ai cũng mong mỏi kéo dài mãi mãi. Vậy nên, hãy nhân dịp Giáng sinh thì hãy biết ơn rằng chúng ta vẫn còn đang sống trong hòa bình, trong niềm vui của bản thân và vòng tay ấm áp của gia đình và bạn bè. Xin chúc mừng Giáng sinh tất cả các bạn. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.